Tân binh Honda ra bất ngờ được đại lý giảm giá mạnh tới 100 triệu đồng một chiếc. Honda ra tân binh trong phân khúc hatchback hạng B, tiếp tục được một số đại lý giảm giá cực mạnh. Cụ thể, một đại lý ở Bắc Ninh đang giao bán mức giá giảm khủng tới 100 triệu đồng một chiếc cho Honda ra. Sau giảm, giá của Honda ra chỉ còn từ 444 triệu đồng đối với bản V. Các bản VX và ZS có giá lần lượt 494 triệu và 524 triệu đồng. Giá niêm yết các bản V, VX và ZS là 544 triệu, 594 triệu và 624 triệu đồng. Ngoài việc các đại lý kích cầu giảm giá, mẫu da còn đang được Honda Việt Nam áp dụng chương trình khuyến mại, gồm phiếu quà tặng 40 triệu đồng và một gói bảo dưỡng định kỳ giá 4 triệu đồng, hạn dùng trong vòng một tháng, ưu đãi này diễn ra đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2019. Honda ra 2019 có kích thước tổng thể dài rộng cao lần lượt 3.989, 3989, 1694, 1524 mm, trục cơ sở 2530 mm, khoảng sáng gầm 137 mm và bán kính vòng quay 5,4 m. Với kích thước này thì ra xoay sở dễ dàng và linh hoạt trong khu vực nội thành đông đúc, tuy nhiên thì khoảng sáng gầm hơi thấp sẽ có chút ít khó khăn nếu gặp chứng ngại vật. Trong 5 tháng đầu năm 2019, Honda chỉ bán được 286 chiếc ra còn Toyota đã bán được 1 1259 chiếc Yaris còn số tương tự của Mazda 2 là 312 xe. So với các đối thủ cùng phân khúc, ra sở hữu kích thước thân xe nhỏ gọn hơn với các số đo dài, rộng, cao tương ứng 4.034, 4034, 1694, 1524 mm, chiều dài cơ sở 2530 mm, khoảng sáng gầm xe cũng chỉ ở mức 137 mm thấp hơn so với Mazda 2 hay Toyota Yaris